Wow, cả nhà cùng đoán xem quá trình vệ sinh ngón chân sẽ như nào nhá. Bệnh nhân này đang rất đau vì đang viêm ngón chân. Chúng ta sẽ cùng xem quá trình vệ sinh làm sạch sẽ để hoàn thành vết thương như nào nhá. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.